Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phan Hiển tiếc đứt ruột vì phải hy sinh khu vườn cảnh Bạc Tỷ để làm một việc cho con gái mới chào đời. Phan Hiển vô cùng yêu thích vườn cây cảnh của mình nên việc phải cắt lá để làm đạo cụ chụp ảnh cho con gái mới sinh khiến anh tiếc nuối. Trong video mà Khánh Thi chia sẻ mới đây, nữ hoàng Dance Pop Việt Nam đã tiết lộ khoảnh khắc thú vị khi ông xã Phan Hiển phải hy sinh vườn cây quý giá của mình để phục vụ việc chụp ảnh cho con gái thứ ba. Nhóc tỳ có tên Thùy Linh, biệt danh là Lisa. Khi bé tròn 1 tháng tuổi, Khánh Thi Phan Hiển quyết định chụp một bộ ảnh thật đẹp, lưu giữ những khoảnh khắc đầu đời cho Lisa. Bộ ảnh được thực hiện tại chính khu vườn cảnh của gia đình. Vì muốn tạo nên bối cảnh xanh tươi cho khung hình, nhiếp ảnh gia yêu cầu Phan Hiển ngắt cành lá để làm đạo cụ chụp ảnh cho bé. Phan Hiển ngắt một chiếc lá nhỏ xíu đưa cho Khánh Thi rồi than thở, tiếc đứt ruột. Nhưng ngay sau đó, anh lại phải hy sinh thêm một cành kiểng lá thật to để làm tấm lót cho con gái nằm. Phan Hiển ngắt cành lá với vẻ mặt tiếc nuối. Phan Hiển tiếc nuối khi phải cắt kiểng lá để làm đạo cụ chụp ảnh cho con. Từ năm 2020, Phan Hiển bắt đầu đầu tư cho thú chơi kiểng lá, vừa giúp tạo không gian sống xanh dễ chịu, hòa hợp với thiên nhiên trong chính ngôi nhà của mình, vừa tạo ra góc sống ảo xịn sò chuẩn studio, lại vừa có giá trị kinh tế cao. Nam Vũ Công đã đầu tư hàng tỷ đồng vào khu vườn để mang về những giống kiểng lá độc lạ, đắt đỏ. Những chậu kiểng lá trong vườn nhà Phan Hiển có giá từ mấy triệu đến vài chục triệu đồng. Kiểng lá được dân chơi gọi là giống cây, đếm lá tính tiền. Phan Hiển dành nhiều thời gian để chăm sóc tỉ mỉ cho vườn cảnh này. Thú chơi kiểng lá nở rộ ở Việt Nam từ đợt dịch Covid-19, khi mọi người cần dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Người đam mê kiểng lá thích sưu tầm những giống cây lá có màu sắc đẹp, hình dáng lạ. Thú chơi này đã phổ biến trong giới quý tộc châu Âu từ thế kỷ 16 và hiện nay đã phổ biến ở nhiều quốc gia. Phan Hiển hy sinh cây cảnh để con gái có bộ ảnh đầy tháng thật đẹp. Mẹ ba con Khánh Thi cùng Phan Hiển trở lại với công việc, dân mạng bày tỏ, nể thật đấy. Khánh Thi cùng chồng tham dự lớp tập huấn dành cho trọng tài, huấn luyện viên khiêu vũ thể thao. Hai tháng sau khi sinh bé thứ ba tên Thùy Linh, biệt danh Lisa, kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi đã bắt đầu quay trở lại với công việc. Mới đây Khánh Thi cùng chồng là Phan Hiển đã tham gia chương trình tập huấn, gia hạn và cấp mới bằng cho trọng tài quốc gia, huấn luyện viên quốc gia. Môn khiêu vũ thể thao diễn ra tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Khánh Thi cùng chồng tham dự tập huấn. Trước đó Khánh Thi cũng đã dành thời gian ra Hà Nội để đón trọng tài quốc tế. Khánh Thi hiện tại đã chuyển sang làm công tác huấn luyện viên. Trong khi đó, chồng của cô là Phan Hiển vẫn đang có phong độ ổn định và thường xuyên tham dự các giải khiêu vũ trong nước và quốc tế. Vừa mới sinh bé được 2 tháng đã trở lại với công việc. Nhiều người đã dành sự nể phục cho bà mẹ ba con này. Trên trang cá nhân cũng có nhiều tài khoản bình luận khích lệ tinh thần nữ kiện tướng. Một tài khoản ngưỡng mộ sự nỗ lực của Khánh Thi. Khánh Thi tại chương trình tập huấn. Rất nhiều huấn luyện viên trọng tài tham dự chương trình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.